Hi, xin chào mọi người. Thì khi nói đến tòa nhà cao nhất tại Việt Nam thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ đều biết đó chính là tòa nhà Landmark 81 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì ngoài tòa nhà Landmark 81 ra thì mọi người có biết thêm những tòa nhà cao tầng sau đó nữa hay không? Thì trong video ngày hôm nay, Vĩnh xin chia sẻ đến với mọi người thông tin chi tiết về top 10 tòa nhà cao nhất tại Việt Nam hiện nay được cập nhật mới nhất trong năm 2024 này. Và ngay sau đây, Vĩnh xin mời mọi người cùng đón xem nhé. Đầu tiên, đã đứng tại vị trí top 10 hiện nay, đó chính là tòa nhà Saigon Central 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tòa nhà nằm trong giai đoạn 2 thuộc khu phức hợp Saigon Central và tổng mức đầu tư của khu phức hợp này có 160 triệu đô la. Saigon Central 2 dưới sự đầu tư và quản lý bởi tập đoàn Keppoland, đơn vị đến từ đất nước Singapore. Tòa nhà được hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2017 với thiết kế gồm 6 tầng hầm và 43 tầng nổi, đạt chiều cao 193,7m, trong đó gồm có trung tâm thương mại, khu văn phòng hạng A và các căn hộ. Với tổng diện tích lên đến 44.000m2, tòa nhà được trang bị 16 thang máy dành cho hành khách, 3 thang máy chở hàng và 2 thang máy dành cho bãi đậu xe. Với vị trí đắc địa nằm tại trục giao lộ Sầm Uất, Saigon Central 2 dễ dàng kết nối với các quận và những điểm trung tâm của thành phố nhanh chóng. Nổi bật nhất của tòa nhà có lẽ chính là khu trung tâm thương mại Takashimaya đã thu hút đông đảo cư dân, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Đến với top 9, đó chính là Discovery Commerce tại Hà Nội, nằm tại địa chỉ số 302 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Discovery Commerce là tổ hợp bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và các căn hộ, được xây dựng bởi chủ đầu tư Kindle TCA Group với tổng chi phí khoảng 4.000 tỷ đồng, được hoàn thành vào năm 2018. Tòa nhà đặt chiều cao 195m với thiết kế 54 tầng nổi và 5 tầng hầm. Với vị trí top 8, đó chính là IFC One Saigon, hay còn gọi với tên trước đây là Saigon One Tower, tại thành phố Hồ Chí Minh, được khởi công xây dựng vào năm 2017. Có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Và đây có lẽ chính là tòa nhà mang số phận lồng đồng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, khi mà ban đầu theo dự kiến, tòa nhà sẽ hoàn thành vào năm 2009 với 195,3m, gồm 45 tầng. Tuy nhiên đến năm 2011 thì công trình chỉ xây dựng được khoảng 80% và bất ngờ ngưng thi công. Cho đến năm 2017 thì tòa nhà lại phải mang đi thế chấp cho một khoản vay. Mãi đến năm 2021, tòa nhà được một đơn vị mới là Vivaland quản lý và phát triển, đã dấy lên kỳ vọng tòa nhà sẽ được hồi sinh. Lúc này tòa nhà được khoác lên toàn bộ lớp kính bên ngoài và trang bị hệ thống đèn LED tạo điểm nhấn tuyệt đẹp cho khu vực những khi về đêm. Nhưng chớ chiều thay, cho đến nay thì dự án lại tiếp tục phải trì hoãn, vẫn chưa hoàn thành. Đứng ở top 7, đó chính là Vietcombank Tower tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm tại số 5 công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố. Tòa nhà được đầu tư bởi ba đối tác liên danh gồm Vietcombank, tập đoàn đầu tư Bonday và công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng vốn đầu tư khoảng 96,5 triệu đô la, Vietcombank Tower được thiết kế bởi kiến trúc sư Kaisaburi, người đã đứng sau thành công tòa tháp đôi Petronas tại Malaysia hay là trung tâm tài chính thế giới tại New York và nhiều công trình nổi tiếng khác trên thế giới. Với thiết kế tòa nhà mang hình dáng như một chiếc vương miện, được hoàn thành vào năm 2015 với chiều cao là 206m, gồm 35 tầng nổi và 4 tầng hầm. Với diện tích sử dụng khoảng 55.000m2, gồm văn phòng cho thuê và các khu tiện ích, khu dịch vụ, khu bán lẻ, nhà hàng và bãi đậu xe. Top 6 đó chính là Căng Nam Hà Nội Residential Tower A&B, hay còn gọi là tháp chung cư A và B thuộc tổ hợp Căng Nam Hà Nội Landmark Tower Landmark 72 tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và Landmark 72 cũng chính là tòa nhà đứng tại top 2 hiện nay về chiều cao tại Việt Nam. Thì xin mời mọi người đón xem ở phần cuối của video này nhé. Với tổ hợp này thì được phát triển gồm có căn hộ cao cấp cùng các tiện ích hiện đại, được đầu tư và xây dựng bởi tập đoàn Căng Nam. Đây là tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở chính ở tại Hàn Quốc. Tháp chung cư A và B gồm có 48 tầng với chiều cao là 212m, được hoàn thành vào năm 2011. Và top 5 đó chính là Technopark Tower tại Hà Nội,
thuộc đại đô thị Vinhome Ocean Park, được xem là tòa nhà văn phòng thông minh bậc nhất Việt Nam hiện nay. Với tiêu chuẩn quốc tế, tòa nhà được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Vingroup, bắt đầu khởi công vào năm 2019 và hoàn thành vào năm 2021. Với thiết kế tòa nhà Techno Park Tower gồm có hai tòa tháp đôi, được lấy cảm hứng từ chữ V nhằm biểu trưng cho các vọng Việt Nam Vingroup vươn lên, được phát triển dựa trên 3 tiêu chí xanh, thông minh vì sức khỏe. Tòa nhà đặt chiều cao khoảng 226m, gồm 3 tầng hầm và 45 tầng nổi. Ngoài ra, tòa nhà còn được trang bị hệ thống ánh sáng sóng động, tuyệt đẹp vào mỗi buổi tối. Và Techno Park Tower được xem là biểu tượng của đại đô thị Vinhome Ocean Park. Ở vị trí top 4, đó chính là Vitexco Financial Tower tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu vị trí đắc địa nằm tại trung tâm vùng 1, tòa nhà từng là một biểu tượng nổi bật nhất của thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Được đầu tư bởi tập đoàn Vitexco Group, tòa nhà chính thức khởi công xây dựng vào năm 2004 và hoàn thành vào năm 2010. Với tổng vốn đầu tư khoảng 220 triệu đô la, Vitexco mang kiến trúc nổi bật, được kiến trúc sư người Mỹ là Kedros Zapata thiết kế, lấy cảm hứng từ búp sen, thể hiện văn hóa truyền thống của Việt Nam và khát vọng vươn lên của dân tộc. Tòa nhà có chiều cao là 262,5m, gồm 3 tầng hầm và 68 tầng nổi. Và với điểm nhấn ở tầng 52 là sân đáp trực thăng. Đây có lẽ chính là điểm cộng của Vitexco mà hiếm tòa nhà cao tầng nào khác có được tại Việt Nam. Top 3, Lotte Center Hà Nội. Nằm tại vị trí trung tâm, đắc địa nhất quận Ba Đình, Hà Nội, Lotte Center được xem là một biểu tượng kiến trúc tại đây. Tòa nhà được tập đoàn Lotte phát triển, được khởi công vào năm 2009 và chính thức khánh thành vào năm 2014, có tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu đô la. Kiến trúc của tòa nhà là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và nét văn hóa truyền thống lâu đời của thủ đô Hà Nội. Lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam, tòa nhà được phát triển là tổ hợp gồm trung tâm thương mại, khu văn phòng và khách sạn. Lotte Center đạt chiều cao tới 272m, gồm 5 tầng hầm và 65 tầng nổi. Tòa nhà gây ấn tượng trên tầng cao nhất là Top Up Hà Nội, khu vực mang lại tầm nhìn không giới hạn cho những ai thích ngắm cảnh của thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, tòa nhà Lotte Center Hà Nội cũng là tòa nhà có diện tích sàn lớn thứ hai Việt Nam hiện nay với hơn 247.000m². Đứng tại vị trí top 2, đó chính là Thăng Nam Hà Nội Landmark Tower, hay còn gọi là Landmark 72. Tổng thể là một khu phức hợp gồm 3 cao ốc nằm tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Được đầu tư và xây dựng bởi tập đoàn Cang Nam với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đô la. Tòa nhà được khởi công vào năm 2007 và hoàn thành vào năm 2011. Từng giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất Việt Nam cho đến khi Landmark 81 được hoàn thành. Tòa nhà đặt chiều cao 336m, gồm 2 tầng hầm và 72 tầng nổi. Tuy nhiên, cho đến nay thì Landmark 72 vẫn là tòa nhà đang giữ kỷ lục là tòa nhà có diện tích sàn lớn nhất Việt Nam hiện nay với 300.000m². Và với top 1, đây có lẽ là tòa nhà quá quen thuộc với nhiều người. Vâng, đó chính là Landmark 81. Được xem là công trình mang tính biểu tượng của Việt Nam, Landmark 81 do tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng vào năm 2014 và hoàn thành vào năm 2018. Có vị trí tại Tân Cảng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc khu Vinhome Central Park. Riêng tòa nhà Landmark 81 ước tính có tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu đô la. Tòa nhà gây ấn tượng với nhiều kỷ lục đầu tiên tại Việt Nam và được phát triển nhiều tiện ích hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Landmark 81 là tòa nhà cao tầng lớn nhất đầu tiên được xây dựng chính từ người Việt và cũng là công trình có tốc độ xây dựng nhanh bậc nhất Việt Nam và thuộc top của thế giới. Ước tính khoảng 3 đến 4 ngày đã hoàn thành một tầng của tòa nhà. Với kiến trúc thiết kế của tòa nhà thể hiện ý nghĩa sâu sắc, mang đậm dấu ấn bản sắc Việt, được lấy cảm hứng từ hình ảnh bó chê truyền thống, thể hiện qua cấu trúc của tòa nhà gồm 36 khối có chiều cao khác nhau cùng chùm lại, tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Tòa nhà đặt chiều cao là 461,2m, gồm 3 tầng hầm và 81 tầng nổi. Với chiều cao này thì hiện nay Landmark đang giữ vị trí là tòa nhà cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai tại Đông Nam Á sau tòa nhà Medica 118 tại Malaysia. Và đó chính là thông tin về top 10 tòa nhà cao nhất tại Việt Nam hiện nay mà mình đã thu thập được để chia sẻ đến với mọi người. Nếu như còn những thông tin nào thiếu sót hoặc cần đóng góp thêm thì nhờ các bạn để lại comment dưới video này để mình và mọi người cùng biết thêm nhé.
và mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Và hãy nhớ ấn nút like, subscribe và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ kênh mình nhé. Một lần nữa mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sau ạ.